Xin chào quý vị khán giả của Món Quà hôm nay. Quý vị thân mến, thời trang là một trong những mặt hàng làm đẹp thiết yếu của cuộc sống. Và có lẽ là chúng ta cũng khá là vui khi nếu nhận được một món quà là một bộ quần áo mới, đúng không nào? Thế nhưng không biết là với quý vị thì đã bao giờ quý vị đã nhận được một món quà là những bộ quần áo được tái chế từ những bộ quần áo cũ hay chưa? Đó cũng chính là chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Và hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời đồng hành là một kỹ sư điện tử viễn thông nhưng mà lại có những năm tháng gắn bó với việc tái chế quần áo cũ, đặc biệt là tái chế đồ jean. Chiếc quần này được bạn Thảo gửi đến cho mình từ Đắk Lắk. Bạn nói đây là một chiếc quần thiết kế bạn mua từ 7 năm trước. Bạn muốn làm một chiếc túi tốt này hết được cái hình thêu của quần. Chiếc áo lông này được bạn Sáu gửi cho mình từ Lâm Đồng. Chiếc quần nhung này được bạn Việt Hà gửi đến mình để đặt một cặp túi đôi. Giải cứu quần jean, giải cứu áo lông, giải cứu áo da. Đây là những câu nói quen thuộc của Bùi Ngân, một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số chuyên về tái chế trang phục cũ. Không hề cầu kỳ, hoa mỹ, những clip của Bùi Ngân thu hút hàng nghìn lượt xem bởi cách mà cô biến hóa những chiếc quần áo cũ thành đủ các loại túi xách, túi cầm tay, ba lô. Mang đến cho những bộ quần áo tưởng như chỉ vứt xó tủ hay bỏ đi một diện mạo, một vòng đời hoàn toàn mới. Xàm xí là hai từ mình được nghe nhiều nhất khi bắt đầu chia sẻ về dự án tái chế quần jean. Mình chỉ đơn giản làm công điều mình yêu thích, chưa khi nào mình nghĩ là có thể đi đường dài tới như thế này. Ít ai biết Bùi Ngân vốn là một kỹ sư điện tử viễn thông, vì nhiều lý do mà rẽ lối tới với công việc tái chế quần áo cũ đến tận bây giờ. Hiện kênh TikTok tái chế quần jean do Bùi Ngân lập ra sở hữu hơn 600.000 lượt thích. Mỗi video tái chế của cô đăng trên các nền tảng số cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Xin gửi lời chào đến chị Bùi Ngân đã đến với món quà hôm nay và hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả chị nhé. Chào em chị Huyền Trang, xin chào quý vị khán giả. Khi mà đến với món quà hôm nay thì tôi thấy đã có rất là nhiều những món quà được đặt ở trong trường quay của chúng tôi. Đấy là những chiếc túi, hình như đây là những chiếc túi được tái chế từ những bộ quần áo là đồ jean đúng không chị? Đúng rồi, như chiếc túi này thì được tái chế từ quần jean cũ. Còn chiếc ba lô này thì được làm từ chỉ một chiếc váy thổ cẩm cũ. Dạ. Còn riêng cái chiếc túi lông này thì sẽ được làm từ một chiếc áo lông dài cá mà nó bị mủn rồi. Wow. Có vẻ như là đây không hẳn là tất cả gia tài mà chị đã làm được trong suốt 10 năm qua. Đến đến giờ chị có nhớ là chị đã sở hữu và tái chế được bao nhiêu thành phẩm là những chiếc túi như thế này không ạ? Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã tái chế hơn 3.000 chiếc túi ba lô từ chất liệu jean cũ. Tức là không chỉ là 3.000 là con số nói về đồ jean đâu, mà có thể là ở rất nhiều những chất liệu khác cũng như là những sản phẩm khác đúng không ạ? Tất cả những câu chuyện này hy vọng là sẽ xuất hiện ở trong những món quà ngày hôm nay mà chị Bùi Ngân mang đến nhé. Chúng ta sẽ đến ngay với món quà đầu tiên mà Huyền Trang muốn dành cho chị và quý vị khán giả. Xin mời chị có thể mở quà. Cảm ơn Huyền Trang. Hai con số, đấy là số 3 và số 9. Nhìn hai con số này thì chị có liên tưởng đến một cái điều gì liên quan đến bản thân không ạ? Số 3 và số 9 là hai con số khá là ấn tượng với tôi. Với số 3 thì vào năm 23 tuổi, tôi phát hiện ra mình bị xuất huyết giảm tiểu cầu và bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Và cũng chính từ cái năm đó thì sau khoảng 1 năm đến năm 2013 thì tôi gắn bó với tái chế quần jean cho đến bây giờ. Tức là một cái dấu mốc là có thể là gặp một cái chuyện không may về sức khỏe nhưng nó lại là cơ duyên để khiến cho chị bắt gặp con đường tái chế đúng không? Cũng có thể là cái căn bệnh đấy nó là một món quà dành cho bản thân thôi. Thế còn với số 9 thì sao hả chị? Số 9 là sau khoảng 6 năm gắn bó với cả công việc tái chế quần jean, đến năm 2019 thì tôi bắt đầu quyết định thương mại sản phẩm tái chế. Chứ không đơn thuần là đổi như khi bắt đầu nữa. Tức là những ai mà có nhu cầu thì đều có thể đặt hàng chị để có thể tái chế theo mong muốn sử dụng mục đích của họ đúng không ạ? Đúng rồi, tôi sẽ trực tiếp tái chế từ chiếc quần áo của các bạn ấy thành những chiếc túi ví ba lô cũng dành cho các bạn luôn. Tức là cái kế hoạch, cái dự án đấy nó bắt đầu như thế nào ạ? Cái dự án đấy nó bắt đầu từ một ý tưởng rất nhỏ về giải cứu jean cũ thôi. Thế nhưng mà khi mà cái nguồn nguyên liệu nó càng ngày càng nhiều lên thì một mình bản thân tôi không thể đảm nhiệm được cái công việc đấy nữa. Mà sẽ phải cần tìm thêm nhân viên, thêm thợ. Thì lúc đấy thì bắt buộc phải kinh doanh thì mới có chi phí tài chính để có thể duy trì được cái công việc đấy tiếp tục. Thế thì chính xác là 2019 có thể gọi là cái dấu mốc để chị cùng với đội ngũ của chị khởi nghiệp đúng không nào? Chắc chắn là trong cái quá trình khởi nghiệp, đặc biệt là một trong những cái công việc nó cũng ở thời điểm đấy nó cũng không phải là quá là quen thuộc như bây giờ, chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Bây giờ thì với những cái sự khó khăn đấy, không biết là chị Ngân thì đã bao giờ đọc được những cái lời chia sẻ bình luận
ở trên chính trang cá nhân của chị hay chưa. Hôm nay Huyền Trang sẽ tổng hợp lại nhé. Tôi có vào trang cá nhân của chị Ngân và đọc được những cái lời bình luận như sau này. Nói là tái chế nghe cao cả mà vào xem giá thì muốn thấy tụt huyết áp ghê. Hay là không biết trước khi tái chế thì có lấy đi giặt, đi sấy, đi tẩy hay không. Chứ xài sợ bị lây nhiễm rồi bị các vấn đề về da này, phải cầm này, xách bên người này. Hay là có người thì nói là những cái túi này thì chỉ dành cho thời gian trang hay là chụp ảnh thôi, chứ dùng ngày thường tưởng đi ăn xin. Nghe rất là nặng nề đúng không ạ? Hay là đồ tái chế mà giá như thế thì em nghĩ khó để thành công được lắm. Với số tiền đấy thì thà bỏ tiền ra luôn, mua luôn một cái túi mới còn hơn. Và có bạn thì nói rằng là bạn bỏ ra nhiều, sức thì nhiều nhưng mà nguyên liệu thì nó rẻ mà. Nguyên liệu nhập vào thì toàn là bỏ đi cần tái chế mà giá bán cao quá. Thì nó cũng rất là khó khăn cho những người mà muốn sử dụng cái dịch vụ đến từ chỗ chị Ngân. Khi bắt đầu mà nghe đọc những cái bình luận đấy ấy, thì bản thân tôi cảm thấy là rất là buồn. Tại vì thực sự là mình đã cố gắng rất nhiều, mình đã làm rất nhiều công sức bỏ vào đó nhưng mà lại không được công nhận. Thế nhưng mà dần dần về sau ấy, thì những cái bình luận đấy nó không ảnh hưởng đến bản thân cảm xúc của tôi nữa. Lúc đấy thì thực sự nó chỉ là tôn trọng sự khác biệt thôi. Tất cả quần áo trước khi được tái chế đều đã được giặt sấy nên các bạn có thể yên tâm. Và nói là giá cao nhưng mà thực sự công sức của người thợ thủ công bỏ vào đấy là có thật mà. Nguyên liệu đầu vào không cao nhưng công sức bỏ ra là thật. Và không có một cái công thức chung nào dành cho sự sáng tạo cả. Dạ, chính xác. Và quan trọng là chúng ta lại không sản xuất theo giống như là các dây chuyền công nghiệp để máy móc có thể thay thế được hoàn toàn. Đúng rồi, một cái sản phẩm tái chế thủ công và làm theo mong muốn của người nhận thì chắc chắn là không thể có giá thấp được rồi. Và quan trọng là chúng ta nhận được cái giá trị khi mà chúng ta nhận được thành phẩm đến từ đội ngũ ekip của chị Ngân thì chúng ta cảm giác như thế nào, cái đấy mới là câu trả lời chính xác nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta đã khám phá xong món quà đầu tiên, bây giờ thì sẽ có một món quà thứ hai. Em nghĩ rằng là đây là món quà thực sự mà chị cũng đã thường xuyên nhận được. Rồi, chị Ngân có thể mở món quà này nhé. Hay là để em mở giúp chị nào. Đây. Món quà tiếp theo dành cho chị Ngân đấy là những chiếc áo. Có thể nói rằng là bây giờ họ cũng đã không sử dụng nữa. Và đây là những chiếc áo cũ rồi. Thì với chị Ngân món quà này ấy, chị có ý tưởng hay là gợi ý gì chúng ta có thể tạo ra được những cái sản phẩm như thế nào đến từ những bộ trang phục cũ như thế này ạ? Đầu tiên là chiếc áo da đi. Cái này da là bị sờn, bị nổ. Cái chất liệu da này là giả da. Mà với giả da thì cái vòng đời của sản phẩm sau khi tái chế nó sẽ không thể cao được. Nên xưởng tái chế của mình thường sẽ không nhận các chất liệu giả da. Bởi vì là quan điểm của mình khi tái chế đó là để giảm cái rác thải với môi trường. Mà nếu mà tái chế một cái sản phẩm nó có vòng đời quá ngắn thì tức là mình đang gián tiếp biến rác từ dạng này thành dạng khác. Thế nên thường những cái sản phẩm mà da bị lổ như này thì mình sẽ không tái chế nữa. Chị sẽ từ chối và mình sẽ phân loại luôn từ chất liệu đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì cái này thì có vẻ là dễ dàng hơn vì nó là chất nỉ đúng không chị? Đúng rồi, cái chất lỉ thì nó rất là bền này. Có thể là nhiều các cái sản phẩm lỉ mà lỗi mốt thì các bạn cũng không mặc nữa. Nhưng mà đây, với cái hình theo này chúng ta có thể hoàn toàn làm được một chiếc túi tròn. Lấy luôn cái hình theo này, túi tròn này nó sẽ rơi vào kích thước khoảng 22, đường kính 22cm. Và có thể đựng được tất cả điện thoại cũng như là giấy tờ và phụ kiện của phụ nữ. Hay quá nhở, đúng là kinh nghiệm 10 năm trong công việc tái chế khác. Tức là nhìn từ một chiếc áo này chị có thể liên tưởng ra được những cái sản phẩm ứng dụng về thời trang rất là hay. Và thực ra thì ngoài ra những cái câu chuyện truyền cảm hứng của chị Ngân thì đến bây giờ các bạn trẻ ở Việt Nam cũng đang có rất là nhiều những cái sự tìm tòi khám phá để có thể tái chế về trang phục cũ theo rất là nhiều cách khác nhau. Chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Ôi trời đất ơi, cáo đang đẹp mà cắt đi làm gì, phí quá phí. Để các bạn chưa từng hô biến một cáo cũ thành một cái túi xịn rồi, cắt ngắn may ngang lộn lại thành cái túi ba gang. Nói không với bị ni lông bảo vệ môi trường lại không còn quăng cáo cũ rồi ngồi tiếc. Ai hỏi mua ở đâu đẹp vậy, ngẩng cao đầu tự tin trả lời liền, ê túi tao tự may. Xin chào mọi người, mình là Kim Ngân sửa đồ đây. Hôm nay thì mình sẽ sửa áo cho một vị khách nha. Cái áo này thì bạn ấy bảo là mặc nó hơi đứng tuổi quá ấy, mà bây giờ bạn muốn thay đổi đi. Bạn ấy kêu với mình là bạn ấy có rất là nhiều quần áo còn tem mác mà chưa mặc đến lần nào. Còn đây là cái thành quả cái áo sau khi mình đã sửa nha. Trời ơi, mấy cái quần nè, chẳng đến không mặc lọt luôn. Với lại một cái quần cũng khá là cũ rồi, không có còn mặc nữa nên hôm nay quyết định gắn hai cái quần vô thành một cái. Chị Ngân thấy sao về sự sáng tạo của các bạn trẻ trên mạng xã hội bây giờ ạ?
sức sáng tạo của bạn thật là phi thường luôn đấy. Tại vì không chỉ sáng tái chế ra quần, từ quần ra túi, ba lô như Ngân, mà các bạn có thể sáng tạo ra những cái món đồ khác cũng thiết yếu và có thể kéo dài được vòng đời cho các cái sản phẩm thời trang. Và đây là một cái hành động rất là nên được khuyến khích, đặc biệt đối với các bạn trẻ đúng không ạ? Đúng rồi. Và ngoài ra thì em còn muốn tặng chị thêm một cái món quà này để gợi mở ra một cái thông tin mà em nghĩ là chúng ta sẽ cần phải lưu tâm đến. Cảm ơn Huyền Trang. Dạ. Con số 92. Con số 92 này, ngoài cái việc mà chúng ta khuyến khích các bạn trẻ có thể tái chế đồ để ra được những cái sản phẩm mới, thì mỗi năm ý, ở ngành thời trang trên thế giới tạo ra đến 92 triệu tấn vải phế liệu và 39.000 tấn quần áo thải bỏ được tập kết ở sa mạc Atacama ở Chile. Đây là một con số đối với bản thân tôi thì nó xảy ra rất là nhiều suy nghĩ, không biết là với chị Ngân thì sao? Một con số quá là ấn tượng luôn. Dạ. Và nó có một phần gì đó nó khiến cho bản thân tôi cảm thấy là rất là buồn. Theo tôi được biết thì cái ngành thời trang cũng đang xếp thứ hai trên thế giới về độ gây ô nhiễm ra môi trường. Điều đấy rất là đáng báo động. Thế nên là cái việc chúng ta đang tìm ra cái giải pháp là tái chế những cái món đồ cũ, đặc biệt là trong ngành thời trang, để biến nó thành những cái món đồ mới mang tính ứng dụng cao hơn. Đấy cũng là một trong những cái giải pháp, và để bắt tay vào ngay cái giải pháp này, ví dụ như là Huyền Trang bây giờ khi mà ngày hôm nay được chia sẻ về cái công việc sáng tạo về việc tái chế, cảm thấy rất hào hứng nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chị Ngân có thể hướng dẫn em được không? Hôm nay mình có mang đến chương trình một món quà. Dạ. Đây là một bộ dụng cụ dành cho người mới bắt đầu. Khi mà bạn bắt đầu đến với tái chế quần áo thì không nhất thiết là phải có máy may chuyên nghiệp đâu mới có thể làm được. Giống như là khi tôi bắt đầu, tôi cũng chỉ dùng khâu tay và dùng những cái máy may gia đình bình thường thôi. Thì đầu tiên là chúng ta phải có kéo nhá. Dạ. Kéo này, kim, cắt vải đúng không? Kéo để cắt vải. Vâng. Có một cái kìm để bấm chỉ. Dạ. Một cái kim là chắc chắn phải có rồi. Vâng. Chỉ nữa, chỉ. Và có một cái bút này sẽ là bút để viết lên trên vải mà nó có thể là bay được đi. Và bút nhiệt, khi mà chúng ta viết lên thì có thể dùng bàn là bay cái màu đấy đi được. Chỉ từ những dụng cụ này thôi các bạn đã có thể bắt tay vào làm được rồi. Mình không phải là người đầu tiên nghĩ ra cái ý tưởng tái chế đâu, mà trước đấy có rất nhiều người làm rồi. Nhưng mà tôi là người mà kiên trì theo đuổi nó nhất. Vì thế nên là nếu các bạn muốn làm thì hãy cứ làm đi, và khi làm thì các bạn sẽ biết là mình có thể đi được đến đâu. Dạ vâng. Đây sẽ là một trong những gợi ý dành cho những ai mà ngày hôm nay hứng thú với công việc tái chế, hãy thử với bộ dụng cụ này để có những cái bộ trang phục thật là mới để có thể tái chế về thời trang của mình nhé. Và kèm với món quà này chắc chắn là chị sẽ có điều nhắn nhủ gì đấy đến quý vị khán giả đang theo dõi món quà hôm nay đúng không ạ? Cái thông điệp mà tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn đó là người cũng như là vật chúng ta nếu mà đặt đúng vị trí thì sẽ tỏa sáng. Và cũng giống như là thông điệp mà chị Ngân ngày hôm nay mang tới, một lần nữa xin được cảm ơn chị. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ về hành động tái chế quần áo, bởi vì mà cái điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ môi trường và phát triển ngành thời trang của chúng ta hơn. Hãy ủng hộ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi món quà hôm nay. Hy vọng là sẽ được gặp lại quý vị ở trong những số phát sóng lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.